giá heo hơi hôm nay mùng 5 tháng 5, biến động trái chiều tại một vài địa phương. Giá heo hơi hôm nay, mùng 5 tháng 5 điều chỉnh tăng giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 4.000 đồng mỗi kg. Thời gian tới, huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục khảo sát, nhân rộng mô hình chăn nuôi heo hữu cơ, giúp người dân nâng cao thu nhập và chất lượng sản phẩm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lạng sóng. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay không chứng kiến thay đổi mới về giá. Hiện tại, Mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các tỉnh thành gồm Thái Bình và Hà Nội vẫn duy trì giao dịch ổn định với giá 56.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại thu mua heo hơi trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 53.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 58.000 đồng mỗi kg. Yên Bái là 53.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 54.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 53.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 54.000 đồng mỗi kg. Tiên quang là 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ. Theo đó, sau khi hạ một giá, thương lái tại Thanh Hóa và Nghệ An lần lượt thu mua heo hơi tương ứng là 55.000 đồng mỗi kg và 56.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục neo tại mốc 57.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Tương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 55.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 56.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 56.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Theo ngành chuyên môn huyện Vũ Quang, mô hình chăn nuôi heo hữu cơ giúp giảm chi phí sản xuất, tạo ra những sản phẩm sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, đặc trưng cho địa phương. Đặc biệt, mô hình sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, thay đổi phương thức chăn nuôi cho người dân địa phương. Đây cũng là cách làm nông nghiệp mà huyện đang hướng tới, theo báo Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Trường Thọ, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũ Quang cho biết, bước đầu, mô hình chăn nuôi heo hữu cơ đã mang lại lợi ích kép cho người chăn nuôi khi có thể tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm, lại góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg thị trường heo hơi khu vực phía Nam điều chỉnh tăng tại một vài địa phương. Cụ thể, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau và Sóc Trăng tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg, hiện đang giao dịch chung mức là 57.000 đồng mỗi kg. Sau khi tăng cao nhất 4.000 đồng mỗi kg, tỉnh Long An cũng điều chỉnh giao dịch lên 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 56.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 55.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 56.000 đồng mỗi kg, Long An là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg, An Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 56.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 57.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 57.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 57.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung Giá heo hơi hôm nay ở cả ba miền tăng giảm trái chiều trong khoảng 1.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 53.000 đến 58.000 đồng mỗi kg.